Nghị định 98/2020 được Thủ tướng ban hành đã quy định phạt tiền với hành vi kinh doanh, buôn bán, vận chuyển và tàng trữ thuốc lá lậu thay vì chỉ cảnh cáo như trước đây. Theo đó, từ ngày 15 tháng 10, người kinh doanh, buôn bán, vận chuyển và tàng trữ, dù chỉ một bao thuốc lá nhập lậu, cũng có thể bị phạt tới 3 triệu đồng. Trường hợp buôn lậu có số lượng trên 50 bao đến dưới 100 bao sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng. Nếu buôn lậu từ 100 đến 300 bao sẽ phạt từ 5 đến 10 triệu đồng, mức phạt cao nhất lên tới 100 triệu đồng nếu bán buôn số lượng từ 1.500 bao thuốc lá lậu trở lên.